con học hiệu quả theo phương pháp sông não tại nhà. Đây là những cách đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi hiệu quả trong việc kích hoạt não bộ cho con phát triển cân bằng. Cách số 1 đó là chúng ta sẽ tạo môi trường học của con sáng tạo và kích thích được sự tò mò của con. Cách số 2 đó là chúng ta sẽ kết hợp cái việc học tập của con cùng với những cái môn nghệ thuật như là vẽ tranh hoặc là thể dục để các con có thể kích hoạt được não bộ cân đối. Cách số 3 đó là chúng ta sẽ tận dụng những bài tập thể dục não bộ thật là đơn giản để các con có thể sử dụng hàng ngày để các con kích thích được cái hệ não cân bằng. Cách số 4 đó là chúng ta sẽ tôn trọng sự khác biệt của con, quan tâm đến những cái chủ đề mà con thích để các con có thể vào góc học tập của mình và được tự do, tự học theo cách của mình. Và cái điều này sẽ thúc đẩy được cái sự hứng thú của các con khi các con học. Cách số 5, tương tác và học hỏi cùng con. Chúng ta sẽ sắm vai làm bạn của con, học cùng con, chơi cùng con, vẽ tranh cùng con và đặc biệt là tập thể dục cùng con. Điều này sẽ giúp chúng ta thấu hiểu con và cái sự phối hợp với con trong cái việc mà phát triển sông não cho con rất là hiệu quả. Hy vọng rằng là những điều mà cô chia sẻ sẽ giúp ích cho tất cả mọi người trong cái việc giúp các con học hiệu quả theo cái phương pháp sông não tại nhà. Và mọi người hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để chúng ta có thể nghe được những cái bài chia sẻ lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại.